Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Hoàng Đức mất suất chính tại đội tuyển Việt Nam, Joshua cao tay hay chơi liều? Đội tuyển Thái Lan sa thải Paul King, ông Park Hang-seo có phải người thay thế? Hoàng Đức mất suất đá chính tại đội tuyển Việt Nam, ông Joshua cao tay hay chơi liều? Quyết định của huấn luyện viên trưởng Joshua về trường hợp Nguyễn Hoàng Đức gây ra nhiều tranh cãi sau 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup. Sau 2 trận đấu chính thức đầu tiên tại vòng loại World Cup, Nguyễn Hoàng Đức đã trở thành cái tên gây tranh cãi nhiều nhất. Cầu thủ này không được sử dụng bất kỳ phút nào dù anh vẫn được xem là tiền vệ tài năng nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Lý giải của ông Joshua, nếu như muốn giành kết quả tích cực trước các đội bóng hàng đầu châu lục như Iraq, tuyển Việt Nam cần phải đồng bộ hơn, kỷ luật hơn, đặc biệt là khâu tổ chức không bóng. Hoàng Đức chưa đáp ứng được điều kiện này. Tôi biết Hoàng Đức giành giải cầu thủ hay nhất V-League, nhưng tôi muốn cậu ấy nỗ lực hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa cho tập thể, ông Joshua giải thích. Nhà cầm quân người Pháp không phủ nhận Hoàng Đức là cầu thủ hàng đầu của bóng đá Việt Nam trên phương diện cá nhân, nhưng cũng giống như Nguyễn Văn Quyết dưới thời của ông Park Hang-seo, Hoàng Đức không được trọng dụng ở đội tuyển Việt Nam thời điểm này vẫn là do phong cách thi đấu chưa hợp với tập thể. Câu chuyện này không mới và xảy ra ở mọi đội bóng. Một cầu thủ là ngôi sao lớn đang có phong độ cao nhưng không hợp với triết lý, yêu cầu chuyên môn của huấn luyện viên tại câu lạc bộ hay tuyển quốc gia. Hoàng Đức chắc chắn không phải là cầu thủ kém chất lượng trong mắt ông Joshua, nhưng với hệ thống hiện tại, anh sẽ chơi vị trí nào là câu hỏi không hề có lời giải. Anh không thể di chuyển miệt mài và chỉ tranh chấp bóng rồi giao lại cho đồng đội như Nguyễn Thái Sơn. Càng khó yêu cầu tiền vệ sinh năm 98 cứ quanh quẩn trước vòng cấm địa rồi xoay trở và chuyển trạng thái như Tuấn Anh. Cũng hiếm khi có một chiến lược gia kiên nhẫn để có thể giải thích về các quy định nhân sự của mình như ông Joshua. Nhà cầm quân người Pháp nói rằng Hoàng Đức chưa đáp ứng được yêu cầu được giao. Tất nhiên đó mới là những lời giải thích mang tính tổng quát. Cụ thể những điểm chưa ổn của Hoàng Đức là gì, ông Joshua chưa giải đáp được cho người hâm mộ. Thực ra người cần được nghe những điều đó là Hoàng Đức. Có lẽ ông Joshua cũng làm vậy rồi và đó là lý do tiền vệ sinh năm 98 vẫn có mặt ở đội tuyển Việt Nam. Tại đợt tập trung vừa qua, tôi luôn cố gắng thúc đẩy cậu ấy tối đa và tôi cũng muốn cậu ấy hiểu mong muốn của tôi, ông Joshua nói. Nếu huấn luyện viên này trù dập Hoàng Đức hoặc không coi trọng cầu thủ này như nghi vấn và không có ít cổ động viên, ông cũng chẳng cần giữ học trò. Vì huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam rõ ràng vẫn có sự tin tưởng nhất định cho Hoàng Đức, tin vào khả năng điều chỉnh của cầu thủ xuất sắc hàng đầu bóng đá Việt Nam cũng như là chính ông. Ông Joshua cao tay hay chơi bài liều? Lựa chọn liên quan đến Hoàng Đức của ông Joshua là sự đánh đổi. Nhà cầm quân người Pháp phải cân đo đong đếm giữa năng lực cá nhân của các học trò và tính hiệu quả của lối chơi ông đang gây dựng cho đội tuyển Việt Nam. Liệu khả năng gánh đội của Hoàng Đức có bù lại được thiếu sót của anh trong tập thể hay năng lực của cầu thủ này có hứa hẹn hiệu quả đột phá để cả hệ thống phải xoay chuyển theo? Ông Joshua chọn lối chơi và đó là quyết định đầy mạo hiểm mà ông chấp nhận thực hiện. Quyết định sử dụng Hoàng Đức như thế nào sẽ ảnh hưởng đáng kể đến áp lực mà ông Joshua ở đội tuyển Việt Nam. Rõ ràng cầu thủ của Viettel FC vẫn là ngôi sao được kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Chẳng cần phải nói đâu xa, ngay sau trận đấu với đội tuyển Iraq, lời ong tiếng ve lập tức xuất hiện khi mà đội tuyển Việt Nam thua trận. Một số người bạn của Hoàng Đức được cho là đăng trạng thái ẩn ý với việc cầu thủ này phải dự bị. Những người hâm mộ thì phản ứng dữ dội và trực diện hơn nhiều. Điểm chung của làn sóng chỉ trích ấy là xuất hiện ngay sau khi đội tuyển Việt Nam thủng lưới tại phút bù giờ. Ông Joshua có lý do cất Hoàng Đức trên ghế dự bị, thì dĩ nhiên người hâm mộ cũng có lý do để phản biện. Nếu như Hoàng Đức được thi đấu, thì đội tuyển Việt Nam có lẽ sẽ không thua là một giả thiết. Tuy nhiên đây là khi sự đã rồi. Trên thực tế, đội tuyển Việt Nam thua khi mà tất cả đang chờ đợi tiếng còi mãn cuộc. Nếu như Đặng Văn Lâm giữ sạch lưới thêm vài giây nữa, giả thiết phía trên chắc gì đã xuất hiện. Chính Hoàng Đức được đưa vào sân, mọi chuyện mới có lời giải thỏa đáng. Ông Joshua có lẽ đã cảm nhận áp lực khi gạt bỏ ngôi sao ra khỏi đội hình. Nếu như đội tuyển Việt Nam chiến thắng, làn sóng chỉ trích sẽ yếu ớt và thiếu thuyết phục. Nhưng khi mà đội tuyển Việt Nam thua trận, ông Joshua với tư cách huấn luyện viên trưởng phải chấp nhận dư luận trái chiều. Cơ hội của Hoàng Đức ở đội tuyển Việt Nam vẫn còn, cũng không phải là chuyện cầu thủ này bị gạch tên khỏi danh sách tập trung. Tiền vệ này sẽ phải chuẩn bị một tâm thế phù hợp để đối diện với thử thách. Ở tuyển Việt Nam, khái niệm cầu thủ trẻ hay cầu thủ già không còn tồn tại. Cầu thủ phù hợp nhất sẽ được lựa chọn. Hoàng Đức thì muốn ra sân, anh buộc phải thay đổi để phù hợp với yêu cầu của huấn luyện viên trưởng. Ông Joshua để mở cánh cửa với câu nói: "Tôi luôn thúc đẩy Hoàng Đức, mong anh ấy hiểu điều này." Mọi huấn luyện viên đều muốn có nhân sự tốt cho hệ thống của mình. Cánh bạc của ông Joshua với Hoàng Đức là một cánh bạc kép. Ông muốn học trò ưu ái phải tiến lên một nâng thang mới về chuyên môn bằng cách thử thách và khích tướng. Đội tuyển Thái Lan sa thải Paul King, ông Park Hang-seo có phải người thay thế? Liên đoàn bóng đá Thái Lan quyết định kết thúc sớm hợp đồng với ông Mano Paul King vốn kéo dài đến hết Asian Cup vào đầu năm 2024. Ông Paul King sinh năm 1976, ông từng làm trợ lý tuyển Thái Lan năm 2012-2013 rồi dẫn dắt các câu lạc bộ Thái lịch như Army United, Suphanburi và Bangkok. Năm 2020, ông được câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm nhưng chia tay vào năm 2021 khi các giải đấu Việt Nam bị hủy vì dịch Covid-19.
sau một Kings Cup vào tay đội tuyển Iraq. Làn sóng đòi sa thải ông Polkin đã nổi lên rồi đạt đỉnh điểm khi đội nhà thua ngược Trung Quốc 1-2 tại trận đấu ra quân vòng loại thứ hai World Cup. Khẩu hiệu ai cũng được trừ Polkin xuất hiện trên nhiều diễn đàn với bình luận của cổ động viên Thái Lan. Chiến thắng 3-1 trước Singapore ở vòng loại thứ hai World Cup không đủ để cứu ghế của Polkin và đây là trận cuối cùng của ông với đội tuyển xứ chùa vàng. Liên đoàn bóng đá Thái Lan quyết định kết thúc sớm hợp đồng với ông Polkin, vốn kéo dài đến hết Asian Cup vào đầu năm 2024. Huấn luyện viên người Brazil dẫn dắt Thái Lan từ năm 2021 trải qua 37 trận và giành 21 chiến thắng, đạt tỷ lệ 56,76%. Trước đó, truyền thông Thái Lan đã thông tin ông Park Hang-seo sẵn sàng đàm phán với tuyển Thái Lan. Ông Park Hang-seo tuyên bố không ngại áp lực nếu như có cơ hội dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Tôi chưa bao giờ sợ bị người hâm mộ Việt Nam ghét bỏ. Nếu đội Thái Lan muốn đàm phán với tôi, họ cứ gửi đề nghị tới người quản lý của tôi. Nếu nhận được đề nghị thực sự tốt từ Thái Lan, tôi sẽ cân nhắc. Ông Park nói trên thình cover của Thái Lan. Ông Park được cho là có lợi thế khi mà Madampang ngưỡng mộ về tài năng. Madampang nói về huấn luyện viên Park. Tôi nhìn thấy sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Điều này thể hiện quá rõ ràng trên bảng xếp hạng FIFA khi xếp trên Thái Lan. Nước buộc tôi phải dành lời khen cho ông Park Hang-seo, người đã làm thay đổi bóng đá Việt Nam và cục diện bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên mới đây, theo Kodio News, người thay thế ông Polkin là Matasa Ishi, huấn luyện viên người Nhật Bản thứ hai dẫn dắt Thái Lan sau Adrian Nisino. Ông Nisino từng dẫn dắt Nhật Bản dự World Cup 2018, tuy nhiên không thể giúp Thái Lan vượt qua vòng loại thứ hai World Cup và xếp sau UAE, Việt Nam và Malaysia. Huấn luyện viên trưởng Matasa Ishi, sinh năm 1967, từng cùng Kashima Antlers vô địch J-League. Sau khi giải nghệ năm 98, ông theo đuổi sự nghiệp huấn luyện nhưng phải đến năm 2015 thì mới có danh hiệu J-League cùng Kashima Antlers. Một năm sau, đội giành cúp vô địch J-League 1 và cúp Hoàng đế Á quân FIFA Club World Cup khi thua Real Madrid 2-4 sau 1.20 phút. Qua đó giúp ông Ishi nhận danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất J-League. Đến năm 2019, ông Masatara Ishi sau Thái Lan dẫn dắt Samut Prakan City, rồi Buriram United giai đoạn 2021-2023. Ông giúp cho đội này hai lần giành quân ba Thái League, Thái Bay, Thái League Cup. Qua đó nhận cú đúp danh hiệu xuất sắc nhất Thái League. Bản tin bóng đá của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!